Hậu trường đành Triệu Lệ Dĩnh cầm ghế đập đầu máu lửa. Dưới sự giảng dạy của đạo diễn Trịnh Hiểu Long, Hà Hạnh Phúc đã có một phân cảnh máu lửa trong phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Bộ phim sẽ lên sóng vào ngày 29 tháng 6 trên đài truyền hình vệ tinh Đông Phương và Bắc Kinh cùng nền tảng mạng Youku. Bạn có hóa phim này? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.